được gặp lại quý vị trong chương trình tạp chí ngân hàng trên kênh truyền hình SBNC. Và như thường lệ, trước khi đi vào phần tin chi tiết thì chúng tôi xin mời quý vị cùng điểm qua những nội dung nổi bật ngay sau đây. Quốc hội thống nhất lãi suất vay dân sự tối đa là 20% một năm. Cho vay bất động sản đã sắp xỉ 360.000 tỷ đồng. Trung Quốc cho phép định chế tài chính nước ngoài và thị trường ngoại hối liên ngân hàng. Và sau đây là phần tin chi tiết thưa quý vị. Theo Bộ luật Dân sự sửa đổi mới được Quốc hội thông qua, trần lãi suất cho vay dân sự tối đa là 20% một năm. Theo quy định của luật dân sự sửa đổi, khi các bên vay và cho vay có thỏa thuận về lãi suất thì mức lãi suất theo thỏa thuận đó không được vượt quá 20% một năm của khoản tiền vay, trừ trường hợp luật khác có liên quan có quy định khác. Ngoài ra, khi bên đi vay và bên cho vay có thỏa thuận về chuyện trả lãi nhưng không xác định rõ mức lãi suất và có tranh chấp về lãi suất thì lãi suất sẽ được tính bằng 50% mức cao nhất trên đây, tức tối đa là 10% một năm. Về lãi nợ quá hạn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí tính lãi suất gồm lãi trên nợ gốc theo thỏa thuận và lãi quá hạn bằng 150% lãi suất thỏa thuận trong hợp đồng. Ngoài hai khoản lãi tính trên nợ gốc này, người đi vay còn phải chịu phạt lãi chậm trả nếu không trả đúng hạn phần lãi phát sinh. Bộ luật dân sự sửa đổi sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2017. Theo quy định của Ngân hàng Nhà nước, thì ngày 1 tháng 2 năm 2016 là hạn chót để các ngân hàng chốt tỷ lệ nắm giữ cổ phần tại các ngân hàng khác ở mức dưới 5% vốn điều lệ. Đồng thời, một ngân hàng không được nắm giữ cổ phần ở nhiều hơn hai ngân hàng khác. Trước thời hạn chỉ còn hơn 3 tháng để thoái vốn, thì nhiều ngân hàng đang chạy nước rút để chào bán cổ phần đang nắm giữ tại ngân hàng khác vì lo bị xử phạt. Số liệu các ngân hàng công bố cho thấy, Vietcombank đang sở hữu cổ phần tại 4 ngân hàng khác với mức sở hữu từ 4,3 đến 7,1%. Eximbank đang nắm giữ cổ phiếu của Sacombank, Maritimebank nắm giữ cổ phiếu của ngân hàng quân đội với mức sở hữu đều trên 8%. Tuy nhiên, theo lãnh đạo các ngân hàng thì việc thoái vốn không hề dễ dàng do thị trường không mấy sôi động. Hàng loạt doanh nghiệp đang gấp rút thoái vốn ngoài ngành, trong đó có cổ phần ngân hàng nên áp lực cạnh tranh rất lớn. Theo thông tin mới công bố từ vụ tín dụng các ngành kinh tế thì với mức tăng trưởng cho vay nhanh hơn mặt bằng chung, cho vay vào lĩnh vực bất động sản đến cuối tháng 9 năm nay đã chiếm tỷ trọng hơn 8% tổng dư nợ cho vay ra của toàn ngành ngân hàng. Theo nhận định của vụ tín dụng các ngành kinh tế, dòng vốn vay rót cho đầu tư kinh doanh bất động sản tuy tăng liên tục trong mấy năm qua, nhưng xét về tỷ trọng trên tổng lượng cho vay của hệ thống ngân hàng thì sự khác biệt của các năm là không nhiều. Nếu năm 2012 cho vay bất động sản chiếm 14%, thì đến năm 2014 là 15,2%, và 9 tháng đầu năm nay, cho vay bất động sản mới chiếm hơn 8%. Tuy vậy, nếu xét về con số tuyệt đối, thì hiện tổng lượng vốn vay mà các ngân hàng rót vào thị trường bất động sản đã sắp xỉ 360.000 tỷ đồng. Trong đó, 60% vốn vay của khu vực bất động sản tập trung ở phân khúc xây mới, mua và sửa chữa nhà xây dựng đô thị, chiếm trên 60%. Trong một thông tin khác có liên quan, Bộ Xây dựng cho hay, tính đến 20 tháng 9 năm nay, giá trị tồn kho bất động sản đã giảm rất mạnh so với hồi quý 1 năm 2013, tức là còn khoảng 59.000 tỷ đồng. Kính thưa quý vị, trong bối cảnh thị trường bất động sản hồi phục, nhiều ngân hàng cũng đang đưa rất nhiều lựa chọn về các khoản vay cho người mua nhà với những lời mời hấp dẫn. Xung quanh các khoản vay cho người mua nhà thương mại lẫn người mua nhà ở thu nhập thấp thuộc gói 30.000 tỷ, những đề xuất và những khuyến cáo thì chúng tôi đã có cuộc trao đổi ngắn với ông Nguyễn Hoàng Minh là Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh. Xin mời quý vị cùng theo dõi câu chuyện ngay sau đây. Một cái số liệu công bố gần đây thì hiện cái tỷ lệ mà được giải ngân gói 30.000 tỷ của thành phố được coi là vẫn còn khá là thấp. Ông có cái nhìn nhận như thế nào về vấn đề này để làm sao chúng ta thúc đẩy nhanh hơn cái việc mà giải ngân đối với cho vay, đặc biệt là đối với đối tượng thu nhập thấp hiện nay? Và qua cái khảo sát đó thì chúng tôi thấy hiện nay có những cái khó khăn, những cái tồn tại, những cái hạn chế, và chúng tôi đã tiếp tục kiến nghị đến với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, kiến nghị đến với Bộ Xây dựng, và qua đó kiến nghị đến với Chính phủ để có thể tháo gỡ một số nét trong cái vấn đề gọi là tạo điều kiện gói 30.000 tỷ này được đẩy nhanh tiến độ hơn. Mà cụ thể là ví dụ như bây giờ chúng ta cho rằng đó là đến 1 tháng 6 năm 2016 thì chương trình kết thúc. Nhưng mà gọi là mình mua nhà theo dự án mà, thầy giáo, cô giáo mua nhà theo dự án, các đối tượng vay vốn mua nhà theo dự án, do đó mà họ đóng góp theo tiến độ của dự án. Và có thể tiến độ này có thể kéo dài qua tới cuối, phải qua thời điểm 2016, có thể tới cuối năm 2016, hoặc chỉ có thể lớn qua năm 2017. Thì do đó mà chúng tôi đề nghị đó là đối với những cái hợp đồng mà đã ký kết giữa chủ đầu tư và khách hàng, mà cụ thể là đối với người đi vay đó,
mà đã được ký trước ngày 1 tháng 6 thì sẽ tiếp tục được giải ngân và được hưởng cái ưu đãi từ cái gói 30.000 tỷ này trong suốt cái thời gian mà gọi là giải ngân. Thưa ông, thì nói riêng về cái tín dụng cho bất động sản hiện nay thì sau một thời gian siết chặt thì hiện nay có xu hướng là tín dụng nó đang cởi mở hơn. Nhiều cái lo ngại đặt ra là liệu nó có xảy ra những cái tình trạng khiến cái tỷ lệ tăng trưởng nó nóng như những năm trước đây mà dẫn đến cái nợ xấu trong ngành không? Trước tháng 4 năm 2012 đó thì chúng ta đưa cái bất động sản vào cái lĩnh vực phi sản xuất để từ đó chúng ta hạn chế cho vay. Nhưng mà từ tháng 4 năm 2012 thì ngân hàng nhà nước đã đưa ra khỏi cái lĩnh vực phi sản xuất đối với cái thị trường, đối với lĩnh vực tín dụng bất động sản, và coi như là các cái nhu cầu về nhà ở, sửa chữa, xây dựng hay là xây kể cả các cái dự án về nhà ở luôn thì coi như là tiến hành cho vay bình thường, chứ chúng không còn phải gọi là coi như là hạn chế như trước đó. Và như chúng ta đã thường nói thì sợ cái bong bóng bất động sản nó tiếp tục nó sẽ gọi là trở quay trở lại như những năm trước 2007 á. Thì về vấn đề này thì chúng tôi cũng đã có cảnh giác, cảnh báo đối với các ngân hàng thương mại, họ phải thẩm định, họ phải nghiên cứu, họ phải gọi là đánh giá hiệu quả của từng dự án một cách tốt nhất. Và cái thứ hai là để cho cái dự án này nó không ảnh hưởng tới cái nợ xấu của ngân hàng, không làm tăng cái nợ xấu ngân hàng lên, và qua đó cũng làm cho hạn chế cái tình trạng bong bóng bất động sản nó sẽ xảy ra. Thưa ông, ở một góc độ nhà quản lý thì ông có một khuyến cáo như thế nào đối với lại người vay vốn mua nhà, đối với cái gói thương mại không ạ? Thì hiện nay cái gói thương mại đó là các ngân hàng đang triển khai rất nhiều sản phẩm, các chủ đầu tư cũng đang triển khai rất nhiều sản phẩm. Nhưng mà chúng tôi chỉ có một cái đề nghị là người vay đó là nên mua nhà theo cái khả năng của mình. Dĩ nhiên đó là bên cạnh đó là còn cái uy tín, cái thương hiệu của chủ đầu tư đó, rồi chất lượng công trình đó. Nhưng mà tốt nhất là mua nhà theo cái khả năng của mình để từ đó đảm bảo trả nợ ngân hàng được đúng hạn. Không có cái cảnh gọi là để ra nợ xấu, hoặc là để cái cảnh mà gọi là ngân hàng sau này sẽ siết nợ bằng cách thu hồi tài sản. Nghĩa là phải căn cứ vào khả năng tài chính của mình, năng lực tài chính của mình để từ đó có một cái quyết định gọi là mua nhà ở nó thuận lợi tốt nhất. Đến với mỗi tuần một con số trong tạp chí ngân hàng tuần này thì chúng tôi muốn đề cập đến con số 3%, thưa quý vị. Đây là mức chênh lệch lãi suất đầu vào đầu ra của hệ thống ngân hàng theo như một ước tính gần đây của Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng BIDV, ông Cấn Văn Lực. Chênh lệch này theo đánh giá của vị đại diện BIDV là thấp nhất khu vực. Và cũng theo ước tính này thì khả năng sinh lời của các ngân hàng thương mại Việt Nam là rất thấp trong vòng 2 đến 3 năm qua. Lý do chính là vì các ngân hàng phải lập dự phòng rủi ro rất nhiều cho nợ xấu. Còn tỷ lệ chi phí sau thu nhập của hệ thống ngân hàng năm 2013 là trên 62%, năm 2014 có thể là 57-58%. Chi phí này như vậy là vẫn rất cao vì thông lệ của quốc tế chỉ khoảng 43-45%. Kính thưa quý vị, theo ngân hàng Exim Bank thì gần đây thị trường ghi nhận sự xuất hiện của hành vi lừa đảo mới để chiếm đoạt thông tin thẻ tín dụng. Do đó mà ngân hàng khuyến cáo các chủ thẻ tuyệt đối cẩn trọng khi cung cấp thông tin có liên quan đến thẻ cho các cá nhân cũng như tổ chức khác. Theo Exim Bank, gần đây một số công ty nhân lúc tiếp thị sản phẩm, dịch vụ đã yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin thẻ tín dụng để thanh toán. Do đó, nhà cho vay này khuyến cáo chủ thẻ cần cảnh giác tuyệt đối không cung cấp thông tin thẻ cho người khác, kể cả nhân viên ngân hàng, gồm thông tin về số thẻ, hiệu lực thẻ, mã số bảo vệ in trên mặt sau thẻ, mật khẩu giao dịch ngân hàng trực tuyến và mã PIN. Ngoài ra, chủ thẻ cần tìm hiểu kỹ các điều khoản sử dụng, điều kiện tham gia dịch vụ trước khi đồng ý thanh toán thẻ. Cần tự kiểm tra đơn vị liên kết bán hàng để tìm hiểu thông tin ưu đãi khuyến mãi trước khi đăng ký tham gia làm thành viên. Và thưa quý vị, phần tiếp theo là một số thông tin đáng chú ý liên quan đến ngành ngân hàng. Theo Cục Thống kê Hà Nội, tổng dư nợ cho vay của các ngân hàng trên địa bàn từ đầu năm đến tháng 11 này đã tăng được 18%, nhích nhẹ so với tháng 10 trước đó. Trong đó, cho vay ngắn hạn tăng gần 10%, còn cho vay trung và dài hạn tăng đến 32%. Về phần huy động vốn, tiền gửi cũng tăng được gần 15% so với cuối năm ngoái, còn phát hành giấy tờ có giá tăng gần 50%. Theo tin từ Agribank, tỷ lệ nợ xấu đến hết tháng 10 năm nay là 2,41%. Đây là con số được cho là khá bất ngờ, vì Agribank là một trong những nhà cho vay chịu gánh nặng nợ xấu nhiều nhất hệ thống ngân hàng. Cũng theo Agribank, đây là kết quả có được nhờ tích cực trích lập dự phòng, xử lý rủi ro và thu hồi được hơn 10.000 tỷ đồng từ những khoản nợ đã xử lý. Theo thống kê của công ty chứng khoán Bản Việt, vốn huy động từ trái phiếu chính phủ tháng qua đã tăng gấp 3 lần so với tháng trước. Tỷ lệ trúng thầu cũng cao nhất kể từ hồi tháng 3 đến nay.
Thanh khoản dồi dào trong hệ thống ngân hàng là nguyên nhân chính giúp thị trường trái phiếu có một tháng khá sôi động. Lãi suất liên ngân hàng qua đêm giảm về mức thấp nhất trong hơn nửa năm qua cũng là động cơ giúp trái phiếu chính phủ có những đợt huy động thành công liên tục. Đến đây thì phần 1 của tạp chí ngân hàng kỳ này cũng xin được khép lại. Phi Yến xin được cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và xin mời quý vị theo dõi phần tiếp theo với các nội dung nổi bật sau đây. Khả năng chống sốc của nền kinh tế toàn cầu vẫn còn thấp. Internet banking và mobile banking gỡ rối những khúc mắc nhỏ.